Anh nói rồi, hôm nay chúng mày thì được nghỉ trên trường, nó không phải do thời tiết đâu. Chị nghỉ trên trường anh, mà em sao đi cơ mà. Biết cái gì? Ở bên chuyện ấy, đứa lớp 11, địa 11 phải không? Có khi á đâu. Có vẻ học sinh của anh không? Không. Sao? Chắc là được. Cái không biết được, nhưng mà cái nguyên nhân mà hôm nay chúng mày được nghỉ này, nó không phải là do thời tiết, anh khẳng định luôn. Đâu? Em thấy 8 độ rồi. Thì... Thôi em 8 độ rồi. Thế thì một chuyện cũng có gì mà không sợ đấy. Độ dài đoạn thẳng AB ấy. Đây, độ dài đoạn thẳng AB thì đăng ký hiệu như này nhá.
thì cũng chính bằng độ dài vector AB nha. Cái ký hiệu này đọc là độ dài vector AB nha. Hai đối tượng này bằng nhau thì con này nó bằng như sau này. Đấy, để tính được con này thì nhá, phổ thông nhất là các em phải tính được vector AB ra trước đã. Ok không? Các em tính ngay cái thằng AB ra đã. Thì AB của mình bằng gì? Bằng B trừ A đúng không? Ok không? Bằng B trừ A trừ đi. Cái này trừ cái này bằng mấy? 1 này, cái này trừ cái này bằng âm 2, cái này trừ cái này bằng 4 đúng không? Ok chưa? Rồi, sau đó em đến căn bậc 2 nhá. Em căn bậc 2 là ba con này em bình phương hết lên nhá, cộng lại cho em là xong. 1 bình này cộng với âm 2 tất cả bình này, đúng chưa? Cộng với 4 bình, ok không? Đấy. Rồi, thế thì bây giờ thì máy bấm thế sao được bao nhiêu? Căn 21. Căn 21 thì ok, căn 21 nha. Còn áp không? Ok, thì A, chốt thì A vào là xong. Đấy, nhá. Thì cái bước đầu tiên phải tính được vector AB. Sau đó mình mới tính được cái độ dài nhá. Bằng cách là lấy căn bậc 2 của tổng bình phương 3 cái ông này lên nhá. Đấy là công năng. Tiếp nhá. Ừ, mọi người về cố gắng học tầm khoảng độ 2 tuần. Mọi người học xong hết tuần này được rồi. Đấy, là mọi người tính chung rồi. Rồi học hết thứ 2 đấy. Việc này à, nghỉ Tết ạ. À. Nghỉ Tết thì mình học tuần này với chắc tuần sau nữa là mình nghỉ thôi nhá. À, mình nghỉ là mình nghỉ dài lắm, mình nghỉ chắc phải hết tháng luôn đấy. Ờ, câu 5 này xong nhá, câu 6 này. Câu 6 nhá. Nào. À, thế còn vụ lì xì thì chuyển khoản nhé mọi người nhé. Chuyển khoản, em không có tiền mặt đâu. Em chuyển khoản. Câu 6 này. Điểm M này. Tọa độ là 3.0. Rồi, điểm N nhé. Tọa độ là 0.04. Rồi, ok. Nào, yêu cầu đúng không? Yêu cầu là tính cái độ dài MN đúng không? Thế thì đầu tiên em phải tính được vector MN ra trước đã. Được chưa? Vector MN này thì em lấy là gì? N trừ M cho anh, đúng không? Nào, nha. Lấy sau từ trước này. 0 trừ 3 cho em là âm 3 này. Đúng chưa? Ông này trừ ông này là bằng 0 này. Ông này trừ ông này bằng mấy? 4. Có hiểu kịp không? Được chưa? Thế bây giờ bắt đầu mình tính này. Thì lúc này độ dài của MN thì chính bằng độ dài của vector MN luôn. Được chưa? Thì đó chính là bằng căn bậc 2 của này. Căn tổng bình phương 3 này cộng lại nhá. Âm 3 tất cả bình này. Cộng 0 bình này. Cộng 4 bình đúng không? Cái này bằng mấy? Bằng 5, đúng chưa? Đúng bằng 5 không? Có đáp không anh em? Ý B đúng không? Rồi, chốt B nhá. Rồi, đây là câu 6. Rồi, bây giờ mình sang câu 7 này. Câu 7 nhá. Câu 7 nhá. Thì đầu tiên mình có cái điểm A tọa độ 1, 2, 3 này. Điểm A tọa độ 1, 2, 3, đúng chưa? Rồi, điểm M tọa độ là 0, 0, M. Điểm M này, 0, 0, M này. Rồi, yêu cầu là gì? Tìm M, biết AM bằng căn 5 nhé. Người ta cho này, cho AM luôn rồi, đúng không? Bằng căn 5. Và người ta yêu cầu các em tìm được cái thằng M này, đúng không? Các em tính cái thằng AM ra trước đã. Vâng, tính cái AM ra. Nào, AM nhé, thì lấy M trừ A, trừ đi cho nào. Trừ 1 này, như ở đây. Cái này trừ đây là trừ 2 này. Cái này trừ cái này là được M trừ 3 này. Đúng không? Như vậy là em sẽ thiết lập một cái phương trình thôi. Vậy cái này là tương đương nhá. Căn bậc 2 của này, tổng bình phương 3 con này cộng lại, được chưa? Đúng không? Âm 1 bình này, cộng với âm 2 bình này, đúng không? Cộng với lại gì? M trừ 3, tất cả bình, đúng không? Ép căn vào, cái này bằng mấy? Bằng căn 5, chuẩn chưa? Thế bây giờ cả hai vế cùng có căn, đúng không? Thì mình bỏ luôn con căn đi, và mình có thể nhập luôn vào này một chút này. Thằng này là 1, đúng không? Thằng này là mấy? 4, đúng không? 1 cộng 4 bằng mấy rồi? Bằng mấy? Vừa đúng bằng số 5 ở đây chưa? Nha. 1 cộng 4 thì vừa đúng bằng 5, vậy chứng tỏ ông này phải bằng mấy? Bằng 0, đúng chưa? Như vậy cái này tương đương luôn này. M trừ 3 tất cả bình bằng mấy? Bằng 0, tức là M bằng 3 nha. Rồi, có đáp là M bằng 3 không? C, ok, chốt C. Rồi, đấy. Mình sang bên kia tiếp. Rồi, câu 8 này. Chữ hết nha. Đây, câu 8 này. Câu 8 đúng không? Người ta cho mình A là 1, 3, M đúng không? Nào, điểm A nhé. 1, 3, M này. Điểm B nhé. Trừ 1 đúng không? Ok. Trừ 1, 4, trừ 2. Điểm C. 1, M, 2. Ok. Bây giờ yêu cầu làm tam giác gì đây? Ừ. ABC cân tại đâu? Ở cân tại B rồi. Tập trung một chút nhé. Nếu mà nó bắt mình cân tại B thì thực chất là mình phải có BA đúng không? Bằng gì?
nó bằng BC đúng không? Đây này, tam giác này nó cân tại đâu đây? Cân tại B luôn này, đúng không? Đúng chưa? Đấy, cho nên là BA nó bằng với BC đúng không? Đấy, thế bây giờ BA bằng BC ấy, thì nếu mà mình đẩy như thế này nó sẽ hướng căng đúng không? Vậy mình bình lên BA bình đúng không? Thì bằng gì? À, BC bình, như vậy là bất căng chưa? Bất căng rồi, thế bây giờ BA bình đúng không? Thì mình cứ lấy sau trừ trước phải nhá. Đây này, tức là mình lấy A trừ B. À, thực ra em lấy B trừ A cũng được, cũng chả hiểu đâu, bình phương đi nhau tất thôi. Được chưa? Thế thì bây giờ cứ cái nào tôi dễ dễ thì làm đi. Lấy dưới trừ sau hay là trên trừ dưới? Trên trừ dưới. Ở trên trừ dưới nhá. Ok, 1 trừ trừ 1 bằng mấy? 2 bình. Rồi, tiếp tục. 3 trừ 4 bằng mấy? 3 trừ 4 bằng mấy? Ờ, 3 trừ 4 là bằng âm 1 đúng không? Được chưa? Đấy, âm 1 bình đúng không? Tiếp tục chỗ này là gì? M trừ đi trừ 2 là m cộng. Đúng rồi. Ok. Rồi, đấy, bây giờ lại bằng với gì đây? BC đúng không? Thì mình cứ lấy là BC, là C trừ B hay B trừ C giống nhau không? Nhá, thằng này trừ thằng này bằng mấy? Cứ lấy trên từ dưới đi. Đúng rồi, âm 2 cộng bình cộng với 4 trừ 4 trừ m đúng rồi, tất cả bình. Tiếp nào, cái này trừ cái này là bằng âm 4 đúng không? Ok, cộng với âm 4 nhé. Rồi, tất cả bình. Rồi, mình khai triển cái đống bong bong này ra nhá. Thì anh sẽ bớt mấy cái con vớ vẩn đi bây giờ cho đỡ đỡ đau đầu nhỉ? Đúng không? Cái bớt đi được không nhỉ? Ừ. Đây nha, có ví dụ như con này này. Con này với con này nó bằng nhau không? Bằng đúng không? Ừ, bằng, bỏ đi luôn đi. Mà hình như con này này, m này m, hai bên có m bình, khử nó mất hết sạch m bình nhưng mà. Đúng không? Vậy nên cái này đúng không nhá. Nào, âm 1 bình bằng mấy rồi? Bằng 1 đúng không? Nào, m cộng 2 tất cả bình khai triển cho anh nào. M bình cộng 4m cộng 4, đúng chưa? M bình cộng 4m cộng 4. Nào, thế thằng này bình bằng bao nhiêu? Cả 4 bình là 16 này, trừ cho 8m này, cộng gì? Cộng m bình, cộng 4 bình là bao nhiêu luôn? 16 luôn đúng không? Thế bây giờ mình tiếp này, hai vế cũng có m bình chưa? Là hết đúng không? Hai thằng này cũng có cái m bình mình bỏ luôn đi, đúng không? Rồi bây giờ mình tương đương nha. Thì mình đưa cái con trừ 8 này qua bên đây là được 12m đúng không? Đúng chưa? Còn số thì mình bỏ hết sang bên này. Thì 1 cộng 4 là bằng 5, 5 mà rút đến 16 là bằng 11. 11 đúng không? 11 cộng 16 là bao nhiêu nhỉ? 27. 27, ôi lẻ hết. Như vậy là m khá lẻ này, bằng 27 phần 12. Cứ bỏ đi, bao nhiêu? 9 phần 4 à? Ờ, 9 phần 4 có nào không? À, có luôn à? À, thôi thì đặt event luôn đi. Rồi, thế thì mày quá, nó không rút. Rồi, ok. Mày quá, nó không rút. Đó là rút tình. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sang đến cái bài tiếp theo là nói về công thức tính cái gì? Tính trung điểm và trọng tâm đúng không? Đúng chưa? Thì trung điểm thì cộng vào chia đôi nhé, cộng 2 phút vào chia đôi. Còn trọng tâm thì cộng vào chia 3 nhé. Còn tứ diện thì cộng vào chia 4 nhé. Được chưa? Đây, bây giờ mình sang những cái phần tiếp theo thôi này. Sang cái phần tiếp theo luôn nhé. Nào bắt đầu này. Nào đầu tiên ấy, đầu tiên thì mình sẽ có cái trung điểm người ta kêu là điểm Y nhé mọi người nhá, được chưa? Thì trung điểm thì mình sẽ lấy là A cộng B này. Đấy, tất cả trên cho 2. Được chưa? Trung điểm cộng vào chia đôi, được chưa? Đó, được chưa? Trung điểm cộng vào chia đôi nhá. Tiếp tục là trọng tâm. Trọng tâm thì người ta kêu là điểm G nhé, thì mình cộng vào chia 3 nhé. Rồi. Thì đây là trọng tâm của tam giác đúng không ạ? Tam giác thì nó có 3 điểm nhé. Thế còn tất nhiên là đối với cái con gì? Đối với con tứ diện anh em nhé. Đối với con tứ diện thì chúng ta sẽ có ngay là cái con Y đúng không ạ? Đấy, có bằng là A cộng B cộng C cộng D nữa, tất cả trên cho 4 anh nhé. Đấy, được chưa? Nhé. Dễ nhất thì mình cứ đi từ trung điểm đi. Trung điểm là cộng vào chia đôi nhé, được chưa? Trọng tâm là cộng vào chia 3. Ok, nào bắt đầu đi. Bắt đầu từ câu 1 này. Mọi người tính xong chưa? Xong ạ. Đúng rồi, mình sang trang 76 để làm tiếp đi mọi người ơi. Nhanh 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 thì gửi lại. Xong chưa? Cậu xong cái trường thì mình sẽ đi. Cái thằng này nó mấy thằng này nó được không có phải cầu nhân chính chất hơn thôi tí em khách tứ giận tiếp không phải cái đạo pháp phải làm nó mới nhanh được không phải chúng mày không phải chúng mày cứ gọi là học học lắm tí
thuyết nó là một chuyện. Mình làm như nó lâu. Tiếp tục cái nào dễ đi thì từ bí thuyết được. Khi nào nó sẽ mất thời gian thì ta sẽ không làm như thế đâu. Bắt đầu nhìn bảng nha. Bắt đầu từ câu 1 nha. Nào, điểm A tổng cộng bao nhiêu đây? 3 trừ 2, 3 đúng không? Điểm B bao nhiêu đây? 1, 2, 5. Rồi, ok. Bây giờ mà bắt em tính cái điểm Y đúng không? Thì em cộng hai cái này vào rồi em chia đôi cho anh. Cộng vào chia đôi. Cộng hai con này. 3 cộng 4. Trời ơi, 3 cộng âm 1 là bằng bằng dương 2. Dương 2 chia 2 bằng mấy? 1, đúng rồi. Hai con này hết chưa? Chia đôi là bằng 0. Hai con này cộng nào? 8 chia đôi là 4 rồi. 1 không 4 có đáp không? B. B rồi, chốt B. Đấy, câu 1 xong nha. Câu 2 nào. Rồi. Cộng vào chia đôi nào. Trừ 2 trừ 1 2 trừ 1 1 đúng rồi. Câu 2 đúng rồi. Nào câu 3 nào. Câu 3 2 âm 1 2 âm 1 bằng mấy? 2 1 2 không đúng rồi. Cái này người ta yêu cầu là gì? Y là trung điểm của MN à? Đúng rồi. Thế thì cái này em phải nhân đôi lên. Nhân đôi y trừ m. Ừ, nhân đôi y trừ y mà thì nó biết ra. Được chưa? Rồi, thôi câu 2 thì dễ rồi nhá. Bên sang câu 3 này. Đây, biến cái sang bên kia. Rồi, câu này nó hỏi hơi bị đó. Y là trung điểm. Câu A. Quan. Sang tiếp đến câu 3 này đây. Câu 3 nhá. Người ta cho mình như sau này. Điểm m đúng không? Còn bao nhiêu? 3 trừ 2 chia 4 thì A đúng không? Rồi, điểm Y tọa độ bao nhiêu đây? 104 ạ. Y là 104, ok. Rồi, thế bây giờ nó hỏi mình là gì? Tìm tọa độ điểm N đúng không? Tìm tọa độ điểm N nhé. Để gì đây? Để Y đúng không? Là trung điểm của MN đúng không? Thế thì bình thường chúng ta sẽ có một công thức đúng không? Đó là gì? Đó là Y đúng không? Thì nó bằng là gì? Bằng M cộng N tất cả trên mấy? Trên 2, đúng không? Bình thường thì mình có y nó bằng m cộng n trên 2, nhưng mà bây giờ là y có rồi, m có rồi, bắt là nhìn n ra đi, vậy mình nhân 2 lên trước nhé. Vậy là 2 lần y thì bằng gì anh em? Bằng m cộng n đúng không? Như vậy cái này tương đương tiếp. Nào, tìm điểm n đúng không? Thì mình lấy là 2 lần y trừ gì? Trừ m thì bằng gì? Bằng n, ok. Vậy anh em nhớ cách tính chưa? 2 lần y nhá, là 2 lần trung điểm trừ thằng này ra thằng kia đúng không? Nào, nhập luôn này. Nào, nhập nhá, nhập này. 2 nhân 1 là bằng mấy? Bằng 2 đúng không? 2 trừ đi 3 là bao nhiêu rồi? Ok, âm 1. Tiếp, 2 x 0 vẫn bằng 0. 0 trừ đi trừ 2 là bằng 2 rồi, 2 x 4 bằng 8. 8 trừ 3 bằng 5, đúng không? Đúng chưa? Âm 1 hay 5 có đáp không? Có đáp không? Đỏ. Ok, cô 3 đỉnh đỏ nha. 3 đỉnh đỏ. Đúng chưa? Có kỳ không? Rồi. Đó. Kiếm chân nha. Rồi, ok. Đây là câu số 3. Rồi, câu số 4 thế nào? Ờ, 2 x 2 bằng 4, trừ 2 bằng 2, đúng rồi. 3, trừ 2. Đầu tiên là mấy nhỉ? 4. Đầu câu số 4 đầu tiên, tổng đầu tiên là bằng 2 nè. 2, 3, trừ 2. Ờ, 2, 3, trừ 2 là bằng hình B. Rồi, câu 4 hình B. Rồi. Câu 5 thì nào? G là cộng vào chia 3 nhé. Vâng. Bao nhiêu? 1 nè. Có 3 thì 1, 4, 3. 1, 9 cộng 13 là 12 chia 3 bằng 4 nè. 1, 4 nè, bao nhiêu? 2. 1, 4, 2 đã bán lại ý cuối. Câu 5 ý cuối nhé. Câu 5 ý cuối, rồi cộng vào chia 3 là xong. Câu 6 đi ạ. Câu 6. Cộng vào chia 3 xem nào. 2 cộng 4 cộng 3 là bằng mấy? 3. Bằng 3, 9, 4. 9 trên 3 bằng 3 rồi. Như vậy biết là bên cạnh A bằng 3 này. B bằng mấy? B, B bằng 1, đúng rồi. C, 1. C bằng 1. C bằng 1, đúng rồi. 3 x 1 x 1. Ok, 3 x 1 x 1, đáp án bằng 3, đáp án bằng 3. Câu 6 x 2. Câu 7. Ờ, cộng vào chia 4 đúng không? Ừ. Chọn cộng vào chia 4 thôi, trọng tâm tứ diện cộng vào chia 4. Đó. Đó. Tính thử một con vừa xem nào, con đầu đi. 1 cộng âm 2 là âm 1. Âm 1 cộng 3 là bằng 2. Bằng 4 nè, 4 cộng 6. 2 cộng 6 bằng 2 cộng 6 là 8, 8 chia 2 4 chứ. À từ thế nào, 4 cộng âm 2 là bằng âm 1 nhé. Âm 1 cộng 3 là bằng 2, 2 cộng 6 bằng 8. 8 chia 4 bằng 2. Ờ, cái tổng đầu
tiên là số 2 ra mặt cuối rồi. Cô 7 nghỉ cuối. C. Ờ, cô 8 làm nào? Cô 8 nhá. Cô 8 này, người ta cho được con này tứ diện cơ à. Rồi tứ diện nhá. Đây mình có cái thằng A của mình có bao nhiêu đây? 1 trừ 1 1 đúng không? Điểm B của mình nhá. 0 1 2. Rồi, điểm C của mình có là 1 0 1. Rồi, điểm D của mình tổng cộng là ABC. Rồi, ABC. Điểm G của mình có bao nhiêu đây? 3 phần 2 cộng 1. 3 phần 2 cộng 1. Rồi, thế thì bình thường mình sẽ có 10 công thức là gì? À, bình thường mình có là A cộng B cộng C cộng thêm D nữa, đúng không? Tất cả trên cho 4 thì cái này bằng G, đúng không? Vậy từ đó mình rút ra cái thằng D, quan trọng là thằng D đúng không? D nó bằng là gì? 4 lần G trừ A trừ B trừ C, đúng không? Rồi, 4 lần G trừ A trừ B trừ C. Rồi, thế thì định tính dụng đi đâu? 4 tiếp vào đây là được mấy? 4 tiếp vào đây là được 6, đúng rồi. Đi 6 mà trừ đi 3 thằng này thì là bằng mấy? Còn 4 ở, đúng rồi. Vậy con đầu tiên là bằng 4 này. Tiếp tục, 4 tiếp vào đây là bằng 0. 0 hết. Ờ, 0 mà trừ đi cái đống này cũng bằng 0, đúng không? Ok, cái đống này là 0 tiếp rồi. Bao nhiêu nữa? Không tiếp. Cái này là 4 này. 4 trừ đi 3 con này. Đúng rồi. 4 không. Ok, thì vậy đáp án là 4 không 0. Nhân A trừ B trừ C, đúng rồi. Vậy lấy con này trừ con này trừ con này thì kết quả là 4 nhá. Ok, đáp án là 4, có đáp không? C. C, rồi cô tán C. Rồi, đó, như vậy là cái này nó khá đơn giản. Là cũng chiêu chiêu anh nhỉ? Ờ. Đấy nhá. Anh em cứ còn nói chuyện là trôi đấy. Anh ơi, nhưng mà cái phần thường này là đừng giải à? Ờ, đúng rồi. Chứ không có dòng kẻ được khu huyền à? Ờ. Anh biết kiểu này là ấy kỳ nhất kiểu kẻ ấy không? Cái này tiện hơn đấy. Cái gì? Cái này tiện hơn. Tao biết, mình đưa chữ vé xong này ok. Không thể. Tao biết, nó là sai PB nhất rồi. Tao có sửa ở đây đâu. Tao đi qua. Rồi. Tay mình mở được hay? Đó, nhá, cái gì còn nhá. Nghĩa là ra cái kết quả cho là được. Rồi, bây giờ mình sang dạng 3 nhá. Dạng 3 này, làm việc với hình bình thành đúng không? Nào, bây giờ nhá. À, đối với một cái hình bình thành công đọc thứ tự nha. Bởi vì là nhiều cái bài mà mấy cái thầy cô trên trường người ta đổi thứ tự. Được chưa? Thì là nó sẽ sai ở độ ngay đấy nhá. Ví dụ người ta yêu cầu cho ông này, ông nhìn nha. Ví dụ người ta yêu cầu cho ông là A, B, C, D nha. A, B, C, D là bình hành đúng không? Thì các ông cứ chọn một cái cặp vector bất kỳ ra. Ở đây là gì đây? A, B thì bằng gì? Ờ, A, B đúng không? Cái này là, đây là tôi nói chỉ kiểu truyền thống thôi. Tí nữa tôi sẽ nói cho các ông là không ai tính cái này đâu nha. Thì đây mình có cái vector A, B bằng vector D, C đúng không? Đúng chưa? Ủa đúng không? Đây là cái vector nguyên gốc đúng không anh em? Đúng không? Đây, AB bằng cái DC như vậy, cái này tương đương này. B trừ A thì bằng gì anh em? B bằng C trừ D. Được chưa? Bằng C trừ D, đúng không? Thế thì thông thường người ta cho anh em mấy điểm? Người ta cho anh em 3, đúng không? Bắt anh em tìm điểm cuối đi, được chưa? Tìm điểm cuối thông thường là điểm D này. Được chưa? Như vậy cái này mình tương đương nhá. D của mình bằng như sau này anh em nhìn nhá. Đây là trừ B đúng không? Đưa sang bên này thành D gì? Đúng không? Như vậy nó bằng gì? C. Nó bằng này, phải không? Đây chị em cũng được tính nhanh. Đã thử liên tục nha, được chưa? Lấy A trừ B cộng C nha, thì nó ra luôn nha. Ok chưa? Đó ạ, chứ ngồi mà tính hai vector này ra xong bắt đầu giải hệ thì có cả đến một quýt cũng xong đâu. Được chưa? A trừ B cộng C, được chưa? Đó. Được chưa? Đấy là cái công thức để quay tính nhanh. Rồi, bây giờ bố vào xem nào. Nhìn vào câu 1, bắt đầu nhẩm luôn nha. Nào, 1 trừ đi 2 cộng với âm 3 nó bằng mấy? 1 trừ đi 2 là bằng âm 1 đúng không? Âm 1 cộng với âm 3 là bằng âm 4 đấy. Kết quả đầu tiên phải là âm 4. Con thứ 2 nhá. 2 trừ đi trừ 1 là bằng 3. 3 trừ đi 5 là cộng luôn này. 2 trừ đi trừ 1 là bằng 3. 3 cộng 5 là bằng 8. Ừ, con tiếp theo là bằng 8. Có đáp chưa? Rồi, chưa còn con cuối đúng không? Âm 1 trừ 3 là bằng âm 4. Âm 4 cộng 1 là bằng? Cộng 1 là âm 3. Âm 3, đúng không? Yeah, rồi, đấy, như vậy là xong. Anh em thử tính câu 2 đi. 2 à?
1 trừ 2 cộng âm 6. Bông chuối. Em lấy máy tính mà. Đừng nhắm, sao tự sao sinh ra mấy con gà như vậy đi nè. Đây ta bảo, lấy máy tính bấm này nha. A trừ B cộng C, bấm máy tính như thế này, được chưa? Sau đó bấm nút cam. Đầu tiên là nhập phần x trước nha, được chưa? Nhập phần x nha. 1, 2, 6, 1 bằng 2 bằng 6 bằng. Con đầu tiên là âm 7 nha. Con số 2, 1, 6, 7. 1, 6, 7, 12. Ơ, sai số 1 nào ấy? 1 này, 6 này trừ 1. À trừ 1 à. 1 này, 6 này trừ 1 này, trừ 6 ấy các bạn. Con cuối này 3, 5, 5, 7, 5. Con cuối là bằng 5 anh các bạn có đáp không? Yeah, ok. Đây, dùng cái này xong rồi bấm nút cam. Anh em lấy bình tĩnh, anh em bấm là A trừ B cộng C, xong anh em bấm nút cam. Anh em nhập từng gõ độ vào. Đấy, thử đừng ngồi nhắm. Thầy nhầm làm sao được. Tôi lấy thế này, được chưa? A trừ B cộng C đúng không? Cộng với C, được chưa? Đồ. Đấy, sau đó em sẽ nhập vào đây. Nhập vào đi trước. 1, 2, 6, bấm nào. Bấm nút cam đi. 1 bằng 2 bằng 6 bằng 4 bằng. Đấy, con đầu tiên là số 5. Con đầu tiên phải là số 5 thôi, đáp án là B rồi. Số 3 là B. Đúng rồi, cái này anh em lấy là A trừ B cộng C, sau đó anh em bấm máy thôi nha, có mấy nhanh. Không, bây giờ ai thì đâu thế. Con tiếp theo đi. 1, 2, 2. Được, cái bài giải câu hả? À, giải câu hả? Con này nhập là 1, 2, 6, 100. Ok, 1, 2, 6 là mấy? 5. Ok. Ý ơi, nó ra ít câu 4 hỏi C. Ít. 1, 2, đúng không? Rồi, bây giờ biết cái lương lẹo rồi thì nó phải làm nó phải khác, được chưa? Anh em nhớ là đừng bao giờ tính cái vector nhé. Rồi sau này anh em lên lớp mà xem cô giáo sẽ bắt anh em tính cái AB ra này, bắt anh em tính DC ra, xong bắt đầu đối chiếu hai cái này bằng nhau, được chưa? Anh em không làm như thế nhá, anh em nhìn thế này, được chưa? Chúng ta sẽ dồn hết về một biểu thức rồi bắt máy tính để cho nó giải, anh em nhớ chưa? Chứ chúng ta không đưa về giải hệ nhá. Những cái việc mà mình đưa về về giải hệ là mình bấm mất thời gian rất nhiều. Rồi, anh em nhìn sang câu 5 này. Nhìn sang câu 5 nhá. Câu 5 nó bắt anh em tính cái gì? Nào, AB đúng không? Đây nhá, tôi chỉ nói về hướng thôi. AB bằng bao nhiêu anh em? Trừ 1, 2, 3. Bằng 2 lần có A đúng không? Không, tôi không bắt anh em tính cái con đấy ra. Anh em nhìn thấy đây, AB bằng 2 lần BA đúng không? Rồi, như vậy thì có ngay B trừ A thì bằng 2 nhân A trừ M. Anh em có hiểu không đã? Có. Được chưa? Bây giờ mình chia 2 đi này thì mình có nhá. B trừ A trên 2 thì nó bằng là gì? A trừ M. Có đúng không? Bây giờ mục tiêu là rút con M ra thì đưa con này sang. Như vậy là M của mình bằng này A trừ đi B trừ A. Tất cả chia mấy? Rồi anh em sẽ nhập cho tôi cái biểu thức này vào trong máy tính này. A trừ đi B trừ A tất cả trên 2. Được chưa? Ok không? Sau đó anh em bấm can. Còn anh em đây là anh em mới học nhưng tôi biết này nhá. Anh em chuyên nghiệp rồi có làm này không ạ? Không. Người chuyên nghiệp rồi người ta đã tiếp tục không làm thế này đâu. Người ta bấm máy tính như sau nhìn nhá. Cái cậu kia. Người mà biết làm rồi ý, thì người ta sẽ bấm cái con này. Rồi người ta skip số. Bởi vì tôi khẳng định với anh em luôn là cái phần hệ số ở trong M nó chỉ là
là cái con bậc 1 thôi nhá. Được chưa? Anh em bấm biểu thức này B trừ A bằng 2 nhân với A trừ M, sau đó bấm shift zone. Được chưa? Anh em nhập toàn bộ B vào trước, A vào sau thì máy tính tự động giải ra M cho mình. Được chưa? Đấy là cách để có thể là làm nó nhanh hơn những con phức tạp về sau nhá. Còn anh em mà rút được như thế này thì rút, không rút được thì làm thế này. Được chưa? Làm như này là shift zone, được chưa? Còn làm như này là K, được chưa? Cái này là shift zone. Đó, cái này shift zone nhá. Cái này là K. Đây anh em tùy, nói chung anh em muốn làm cũng được. Đấy là tìm về cái con vector đấy. Rồi, anh chết chết cầu trời luôn. Cái này em bấm đi, em bấm luôn, M trừ C. Cái này không có rút đâu, anh bảo đây. Em bấm nhé, em nhiều em bấm luôn đi, em bấm nghe. M trừ C, đúng chưa? Bằng với 2 lần mở ngoặc, đây là gì? B trừ M, đúng chưa? Đấy, B trừ M nhé, ok. Em bấm shift thôi. Nó hỏi vào em kẻ đó, em bấm nhập C trước nha. Nhớ là nó hỏi C, em phải nhập C nhá. C nhập là 7, B nhập là 1, đúng rồi. Bây giờ em quay lại con M, em bấm lại nhé. Bảy. Đấy, tòa đầu tiên là số 3, được chưa? Đấy, tương tự thế đi. Thì nốt con kiếp. Đấy, nha. Còn mấy cái đứa giỏi thì tự rút đi. Đấy, bọn em giỏi thì rút, một dòng của em rút xong rồi. Đây, nhìn vào đứa chỗ này nha, bấm này. Mà, chuyển xuống C, bấm kiếp vào. Bằng với 2 lần, cái này là gì? B chứ mà, bấm lắm. B trừ M đóng bằng bạc shift zone nha, nó hỏi bò thì mình không biết bò đổi sang B này. C nhá, cái C nhập là 7, được chưa? B nhập là 1, đúng không? Rồi quay lại đổi bằng mình cũng giải ra bò nhá. Đấy, bò đầu tiên của số 2 thì phải viết số 2 đây, không được chưa? Lại shift zone tiếp, rồi nó lại C nhập là 4, đúng không? B nhập là 2, rồi đổi bằng cái bò rồi 2,67, đúng không? Được chưa? Thì mình cứ viết đây nhá, 6, đúng không? 2,6 đấy nó cả phần 3 thôi, được chưa? Lại xếp số kia. C, A, L, C. C, A, L, C. B là mấy? Âm 3, đúng không? Âm 3 là L, A. Nếu mà tâm 2 thì sẽ lợi. Còn đây là tâm 3 là gì nhé? Đấy, đây là cái cách mà tìm tổng vector cho nó nghe. Thank you.
Dạ rồi, chúng mày nhận được chưa? Chúng mày chưa? Đây, đây. Kỹ lăng. Gió non lên rồi đừng xảy. Làm thế này mà đường nó ra. Đây. Không phải đến. Chưa biết là đến xảy không nha. Nhưng mà nhìn thấy kiểu bấm máy tính là đã biết là bấm cơ bản rồi. Đấy. Nhìn đây, câu số 7 nha. Câu 7. Tôi chỉ phân tích cho anh em thôi. Còn cái việc bấm máy tính thì anh em hiểu rồi, anh em tự có thể giải được những cái câu phía sau ngay, được chưa? Câu 7 này. Thế nào anh em là gì? Điểm M nằm ở đâu? Trên đoạn BC á? Ui, thế thì có thể khó. Điểm M nằm trên đoạn BC sao cho MC bằng 2 lần MB á? À, thế thì câu này cần quái gì đến... À, không, nó sẽ ảnh hưởng đến cái A làm sao? Tôi sẽ kể đâu. Nếu mà anh em đang còn nhớ... Anh em còn nhớ công thức tính nhanh ấy, thì công thức nhanh của lớp 10 ấy liên quan đến vector thì em phải giải câu này trong một phép tính, nhưng mà chắc anh em không nhớ đâu nên là thôi tôi sẽ giải từ từ với anh em nhé. Được chưa? Tôi sẽ giải từ từ. Anh em nhìn theo tôi này, được nhá. Đây là tôi có đặt BC, tôi không liên quan đến điểm A bộ nhá, được chưa? Chưa liên quan đến điểm A đâu. Người ta bảo anh em như sau này, anh em nghe kỹ xem có phải không nhá. Người ta bảo anh em này, thứ nhất là M thuộc vào đâu? M thuộc vào BC, vậy là tôi khẳng định là M nó phải nằm ở đâu đó trên đây, được chưa? Thứ hai nhá, thứ hai nó bảo anh em này, MC bằng gì? Bằng 2 lần MB. Vậy anh em nhớ cho tôi này, tổng hệ số, cái này là hệ số bằng 1, cái này hệ số bằng 2 thì tổng hệ số bằng 3, được chưa? Đây là 1 nha, đây là 2 thì tổng hệ số bằng 3, vậy phải chia cái này làm 3 phần, được chưa? Rồi bây giờ thì này, MC thì gấp đôi MB đúng không? Vậy là M nằm ở đây, được chưa? Như vậy từ đây tôi thiết lập được một biểu thức vector nhá. Ờ, là gì? Từ đây tôi suy ra là BM đúng không? Đấy, thì bằng gì anh em? BM thì bằng 1 phần 3 của BC. Có đúng không? Có đúng là vector BM bằng 1 phần 3 vector BC không? Nhìn ra chưa? Vậy cái này rút ra bao nhiêu? M trừ B, đúng không? M trừ B thì bằng gì? Là 1 phần 3 nhân C trừ B, có hiểu không? Nhìn thế này có hiểu không đây? Có. Ok, rồi xong rồi đấy. Tương đương tiếp. Vậy M bằng gì? M bằng 1 phần 3 nhân C trừ B và cộng thêm rồi bấm biểu thức này vào máy tính và bắt đầu căng hai mút, đấy, căng mút C căng mút B là nó ra luôn đó. Thì tìm được điểm M anh em tự bấm đi, xong anh em cho tôi xin điểm M tôi có bao nhiêu. 1 phần 3 nhân với C trừ B cộng B nhá, anh em bấm máy tính nhá chứ không có phải rút gọn biểu thức đâu. Đúng rồi, cộng B nhưng máy tính nó sẽ hỏi C trước nhá. Đấy, nó hỏi C trước đấy. C nhận vào bao nhiêu? Âm 3 đúng không? Ừ, C nhận âm 3, B nhận vào mấy? Không, đúng không? Bằng nhau. Bằng luôn, bằng luôn. Rồi, xong. Như vậy, câu đầu tiên là âm 1 đúng không? Ok, và độ số 2 là bao nhiêu? Độ số 2. Mình phải dùng vector cơ, đấy mình có là gì? BM bằng bao nhiêu em?
3/4 của, đúng rồi, BM 3/4 BC phải chưa? Đấy nhá, vector này độ dài đúng không? Có khác nhau đấy nhá. Như vậy là mình có gì nào? Nhầm được không? Từ đây nhìn phát ra thôi rồi, M bằng gì? Bằng 3/4 nhân C trừ B cộng B. Có đúng không? Đúng chưa? Nó giống hết câu kia kìa. Đúng không? Thế đây viết lên từ từ nha, đây M trừ B đúng không? Thì bằng gì? 3/4 nhân C trừ B. Có hiểu không? Sau đó đưa con trừ B sang bên này này, trở thành là gì? Cộng B, được chưa? Như vậy là mình có ngay M bằng 3/4 nhân C trừ B cộng B, được chưa? Đó là mình có máy tính để can nha. Đấy, đến đây thế nó mới nhanh, đi ngồi mà viết vector thì không phải đến một bit. Có đúng không? Đúng là trên lớp chắc là không kiểu này đúng không? Trên lớp là bọn em sẽ ngồi lấy vector ra trên cuối lớp đi. Đấy, còn anh thì anh sẽ không làm thế đâu, làm thế nó lâu lắm. Có hiểu ý đồ chưa? Ok nha, đấy. Hiểu được ý đồ là tốt rồi, về sau thì đọc những cái bài liên quan đến đặc thức vector thì bắt đầu mình cũng ngồi mình rút, đúng không? Mình ngồi mình rút ra nó ra ngay. Ôi xời ơi, ôi xời kia chưa? Đây. Tính viết hơi bìm tí nhưng mà được mà, tính viết kiểu này hơi bìm chứ không anh? Cái bình á, cái bình phải thêm bình thôi. Đây, cái bình là có dấu hiệu của tuổi già đấy. Mình phải thay luôn. Cứ có dấu hiệu của tuổi già thì thay luôn ông mới. Không được để cái tình trạng này nữa là thay luôn. Đây là gì? Từng Khải. Thôi anh sáng chế cho em. Từ Hải là người tốt hay người xấu lên nha? Tốt thằng xấu đấy chứ có phải là tốt hay xấu? Kiều thì Kiều xấu. Xấu à? Xấu à? Tốt mà. Sao anh em xấu? Nó thiếu thì Kiều luôn rồi luôn bây giờ. Là vợ của Vân Long cái gì nhỉ? Cái gì đấy? Tên là Từ Hải là vợ của Quý Vân này. Anh em là chồng của Quý Vân. Thư là cái ông Hải đấy là ông Hải đấy là chồng của bà Thư. Từ Hải là chồng của bà Thư à? Thế thì là người tốt chứ? Thế là người tốt chứ? Câu 8 ra nha rồi đi. Câu bao nhiêu? Đi đêm à?
Không, đến đây là em mới tìm ra được toàn bộ điểm M thôi. Bây giờ em phải tính cái gì đấy? Tính AM đúng không? Thì em phải lấy cái M em vừa tìm được đây này, M đây này. Em phải trừ đi cái gì? Trừ đi A đúng rồi, đấy. Em phải trừ đi xong em tổng bình phương cộng lại cho em biết ra. Ô mời đi. Sợ khanh của người này phải chỉ mà chứ gì đây? Ô mời đi. À, ô mời đi đâu chạy. Cô chí cô mời đi, hay cô đơn giản hơn. Cô mời lúc nãy. Rồi, rồi, từ từ, đợi mọi người làm xong. Đợi mọi người làm xong hết cái chỗ cái câu số số mấy nhỉ? Câu số 8 nhỉ? Được chưa? Bao giờ mọi người xong hết câu 8 thì chỉ sang ngay câu 9, câu 10. Bạn em học cái này dễ nhỉ? Cái này chiêu rồi. Bạn còn khác trên lớp nữa chứ. Trên lớp là gì mình học mấy cái bài kiểu này? Trên lớp ngủ. Ta đi ngủ ngay. Ủa tôi ngủ quên rồi. Ôi mấy câu quấy sao sao đi được mặt chắc rồi đấy. Con người này thành lập người ta đi sao cái này cắm đây nhỉ? Cắm đây chung đúng đấy. Này này. Ok xong hết đến cái câu 8 chưa? Được chưa? Bên mình sang câu 9 nhé. Câu 9 đi, thôi câu này là bài toán thuận rồi. Bởi vì bài này nó cho mình là gì rồi? Cho mình 3 con U, V, V, kép đúng không? Đúng chưa? Rồi, thế câu này bài thuận rồi. Thôi mọi người đến mình tính bấm cho anh này. Câu 9 mọi người chỉ cần bấm rất đơn giản là A. Đúng đấy. A trừ 4B trừ 2C. Đúng chưa? A trừ 4B. Đó, trừ 2C. Mọi người chịu khó nhìn thêm vào đề, mới hiểu rồi. A trừ 4B trừ 2C, đúng chưa? Bấm K. Bấm K. Rồi, nhập tọa độ vào. Đầu tiên là gì? 201 đúng không? 201 nó ra là mấy? 2 à, số đầu tiên là số 0. Rồi số thứ 2 mọi người nhập đi. Số 27. Âm 5 2 7 là âm 27. Đúng không? Âm 27 thì chỉ có ý C thôi, đúng không? Rồi, bây giờ sang câu 10 nhá. Câu 10 thì nó là bài toán ngược lại của bài này thì mọi người vào menu 913. Menu 913. Dòng đầu tiên ấy dòng đầu tiên nhé mọi người, menu 913 được chưa? Mọi người nhớ này, đầu tiên mình xử lý thằng x nhá. Xử lý thằng x như vậy ta phải tập trung toàn bộ công lực vào cái thằng x nhá mọi người. Mọi người bắt đầu bấm hệ số cho như sau này. Chịu khó nhìn đề nhá, bấm này 2123. Được chưa? 2123 được chưa mọi người? Khoa tiếp theo sẽ là gì? 1 âm 1 2 7. Chịu khó nhìn của đề thì mới ra được nhá. Con cuối sẽ nhập là gì nào? Ở 0, 2, âm 1, âm 7. Rồi, thì nó ra hệ số rồi đấy. 2 3 1. Bao nhiêu? 2 3 1. Ừ, thế thì được, chỉ cần ra hệ số ấy. Đây, bấm bấm lại nhé. Đây, bấm nhé, bấm nó từ đây nhé. Đây này, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Ok, nó sẽ ra hệ số 1, âm 1, 2, 7. Có hai thứ khác nhau,
là gì? Đó là tỷ lệ độ dài là tỷ lệ gì? Vector đúng không? Thì hai cái đối tượng đấy là khác nhau thôi nhá, được chưa? Thế là chúng ta phải phân biệt nó rõ ràng một tí. Học hết mình kia. Nào, câu 11 này, chúng ta cho mình điểm A tọa độ bao nhiêu? 1, 1, 1. Điểm B nhá, tọa độ là 5. 1, 2. Điểm C tọa độ là 7, 9, 1. Rồi, yêu cầu là viết phương pháp trong log A. Rồi, ok. Viết được luôn đấy, đứa nào học sang phương trình đồng đẳng là biết được rồi. Được rồi, tích rồi. Đây là tam giác ABC được không anh em? Được chưa? Đấy. Được không anh em? Được chưa? Rồi, nó bắt mình viết phương pháp trong góc gì anh em? Ờ, góc A đúng. A chứ? Đúng, góc A. Ờ, phân góc của góc A mà. Ờ, đây, viết phương pháp trong của góc A anh em. Nóng nhanh nhé. Ờ, chúng ta phải nhớ được A. Được chưa? Rồi, viết phương pháp trong của góc A anh em. Được chưa anh em? Vâng, phương pháp trong. Rồi, thế thì bây giờ này, tôi sẽ nhắc lại cho anh em về cái lý thuyết của lớp 9 nhé đã. Lớp 9 anh em nhớ là gì? Trái chia trái bằng phải chia phải, được chưa? Trái chia trái bằng phải chia phải, hoặc là trái chia phải bằng trái chia phải, tùy anh em muốn chia nào thì chia. Nhưng mà liếu đây đây nhá, ví dụ trái chia trái thì chúng ta sẽ có là AB chia cho BD. Anh em tưởng tượng của tôi là cái thằng tam giác nó sẽ chia đôi cái tam giác thành hai miền, được chưa? Ờ thì trái chia trái phải bằng phải chia phải, AC sẽ bằng AC chia DC, trên cho DC đúng không? Được chưa? Đấy thì đây là một kiểu, được chưa? Anh em cứ hình dung nhá, cái thằng này là nó sẽ chia đôi đi, đúng không? Chia bằng không đi, chia đôi mảnh đất đi nha. Trái chia trái bằng phải chia phải, được chưa? Đây là kiểu 1, được chưa? Nói chung là kiểu nào cũng được. Kiểu số 2 này, kiểu số 2 nhá. Trái chia phải bằng trái chia phải, ok không anh em? Nhá, trái chia phải bằng trái chia phải, như vậy là mình có là AB chia cho trái chia phải là chia cho AC đúng không? Rồi, nó bằng là BD chia cho DC. Đấy, đúng không? Trái chia phải bằng trái chia phải. Được chưa? Đây là hai kiểu, anh em thích kiểu nào thì kiểu. Được chưa? Rồi, thế bây giờ này thôi bây giờ mình cứ tập trung vào một kiểu đi nhá. Mình tập trung vào cái kiểu bên dưới đi đấy nhá. Trái chia phải bằng trái chia phải. Đây, mình sẽ tập trung vào kiểu này cho anh. Đó, thế bây giờ mình xem qua một chút cho anh như sau này. Có được không? Tập trung vào cái dưới đây nhá. Cái trên thì thôi nhá. Mình tập trung vào cái dưới đi. Rồi, thế thì trong cái công thức ở bên dưới này thì mình sẽ lợi dụng con nào? Mình lợi dụng con nào? À không, mình sẽ lợi dụng con này. Bởi vì là nếu mà mình để AB và AC ấy, thì mình thấy rằng là cái AB và AC nó không nằm trên một đường thẳng, được chưa? Thì chắc chắn là không thể tạo ra được hình thức vector. Thế mọi người nhé, mọi người có thấy không nhỉ? AB và AC đấy nhé, AB và AC là đường góc cúc đúng không? Như vậy là không thể tạo được hình thức vector. Nhưng mà BD và DC này, BD và DC cũng nằm trên đường thẳng chưa? Như vậy là tạo được hình thức vector ngay đúng không? Như vậy là từ đây mình sẽ tương đương như sau nhé, nhìn kỹ nha. Mà thôi, có khi là anh nghĩ là làm này nó hàn lâm quá, anh nghĩ là phải làm cái gì nó phổ thông hơn đi, vứt cái này đã, ý anh sẽ nói cho em vector sao, được chưa? Bây giờ mà anh rút cái này ra xong rồi em cũng không nhớ được công thức đâu, đấy anh nghĩ như thế không nhớ được đâu, đấy đây là bây giờ làm này, tính cho anh hai cái con AB AC ra, tính ra đây này, đã, tính cho anh đi, AB có bao nhiêu, tính cho anh độ dài hai con này ra đã, bao nhiêu, căn bậc hai nhá, nào lấy B thì ra đúng không, 5-1 bằng mấy? 5-1 bằng 4 chứ đúng không? 4 bình này. Cộng cái này trừ cái này là bằng 0 bình đúng không? Cái này trừ cái này là bằng 3 bình đúng không? Rồi, đấy, cái này bằng bao nhiêu thì tính ra cho anh nhá. AB bằng 5. Bằng mấy? Bằng 5 rồi. AC là AC là lấy C trừ A nhá. 7-1 bằng mấy? 6 bình này đúng không? 9-1 bằng mấy? 8 bình đúng rồi. 1-1 bằng 0 bình bằng 10. Okay. Mấy? 10. Mọi người, ok. Như vậy này, từ đây em rút ra cho anh AB chia AC ở bằng anh biết này nhá. Bây giờ anh ấy không quan tâm lắm đến cái chuyện công thức được. Cứ công thức thì anh biết được em chẳng thuộc được đâu mà. Tí nữa học xong về cũng quên thôi nhá. Đây, thì mình cứ nhớ này cho anh này. AB trên AC thì nhận về tỷ lệ là 1/2. Thì anh khẳng định với em luôn là thằng BD là chiếm 1 phần. Hiểu đây cho anh là 1 phần, được chưa? Thế còn thằng DC là 2 phần, được chưa? Có hiểu cái này không? Thế cạnh này nó bằng mấy? Cạnh này nó bằng 5 này, đúng không? Cạnh này nó bằng mấy? Bằng 10 đúng không? Thì đây, cái này là 1/2, được chưa? Như vậy từ đây ta viết được một hệ thức vector trông sẽ như thế này. Em nhìn nhá, em nhớ là thằng này 1 phần, cả thằng dài là mấy phần? 3 phần rồi, cả cái thằng này phải bằng 3 ấy. Bởi vì thằng dài nó là ông này, được chưa? Như vậy mình có ngay BD bằng gì? BD bằng, BD chỉ mấy phần thôi? 1/3 đúng không? Của BC, à đâu? Ở lúc BD
được chưa? Có con hiểu vấn đề không? Bây giờ anh nhắc lại nha, đây, thằng này là 5, thằng này còn 10 thì chứng tỏ thằng này là 1 phần và thằng này là 2 phần, được chưa? Có đúng không? Đúng là thằng này 1 phần, thằng này 2 phần không? Có, như vậy là thằng này là 1 và cả thằng dài là bằng 3 đúng không? Như vậy là BD thì bằng 1/3 của BC. Đấy nhá, thấy cho nó dễ. Được chưa? Chứ không cần phải công thức đâu. Công thức mới là mềm. Được chưa? Thế xong rồi đấy. Từ đây thì em rút ra ngay. Nào nãy mình có rồi, bao nhiêu nhỉ? D chứ B còn nhớ không? Bằng 1/3 nhớ. Đúng rồi. Ok chưa? Như vậy là mình đang cần tính con gì? Con D đúng không? Ờ thì nó bằng là 1/3 nhớ. Cộng rồi, cộng thêm. Xong rồi đấy. Hết rồi. Đấy, vậy là đây là các em kết thúc bài toán hay còn gì nữa? Đấy, các em lên lấy mình bấm vào máy tính đi. 1/3 nhân C chữ D cộng B. Rồi, ok nhá. Thì mình không cần công thức nữa. Chết kìa mà chết, anh biết đúng là có sai đâu. Không, nó có tự nhiên đáng phẩm như thế. À ừ, tất nhiên thầy bắt thầy em làm đúng cách của thầy. Đấy là lớp ý của lớp em. À, trên lớp thì bọn em phải tính các tơ này ra. Bọn em phải tính các tơ này ra. Sau đó em giải hẹn thằng này bằng 1/3 lần thằng kia. Nhưng mà giải kiểu đấy giải giáo lại. Bọn em phải đưa cái này này, đúng không? Cái này giải nó phải mất thời gian không? Đấy, làm cái này nó mới là vét của người thông minh. Nên 5.667 5.667 cứ để là 5, cứ biết là 5.6 thôi. Tí thôi đúng, mày tính sao, tí sự tính sao. Dễ lại em muốn ho trong mặt người đó vậy. 1/3 đến C chính B mà đúng chứ. Bấm cái nút S sang D đi. Máy ship số à? Ui, được ship số. Bấm nút cao luôn, ship số là cái gì? Cao luôn. C bằng đấy, đầu tiên em. Ờ, C bằng đấy. C bằng ngang bấm bằng. Đây. Nào cho ship cái thằng D đi đâu? D bao nhiêu? Thằng ơi, ghi D đi chăng? Ờ, 17/3. 11/3 trừ 1, đấy, thế là xong D cho anh em. Có D rồi bắt tính cái gì nữa? Ừ, AD thì thôi nhá. AD thì anh em tự tính đúng không? Anh em cứ lấy D chứ A tổng bình phương cộng lại số 2 căn nhá. Được chưa? Rồi, C chữ D đúng rồi. Bấm bấm nút cái này. C chữ D này, đúng rồi. Bấm can thôi. Rồi, nhập đi. Nhập C trước nha, nhớ anh nhập C trước nha. Ừ. Rồi anh em cho tôi xin cái độ dài của AD đi, có D rồi. Anh em tính mẫu AD đi có bao nhiêu? Ừ. Cho tính AD cho. 7 rồi. Ui. Ừ. Vợ thì không nghĩ biết được đây chặt chỗ làm gì. Đâu rồi? Thế chúng ta chưa tính xong. À, đến đây đi, đến đây thì bắt đầu tính đúng không? Đây có điểm D đúng không? Điểm D là bắt đầu lấy căn đúng không? À, 17/3 này, 17 chia 3, trừ đi điểm A là mấy? 1 đúng không? 16 cháu, con số 2 nhiêu? 11/3, trừ 1 đúng không? 10, con cuối này, trừ 1 này, trừ 1 nữa đúng không? Đây. Đâu 1, 1, 7 Điều 9 là không hay. 1, 1, 1, 1, 2 nha các đồng chí. À mà, chạy xe rồi ạ. Con đi, con đi nha. Con đi nha. Con đi. 2/4/3 á. 2/4/3 đúng nha. Có gì á. Trên này là 1. Đúng nha. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, nhìn này tập trung vào nha, tập trung nhìn sang câu này bắt đầu nó sẽ không có cái phần gợi ý rồi. Nào câu 12 cho anh xin điểm đi. Câu 12 đó. Điểm A bao nhiêu? Trừ 124. Trừ 124. B nào? 3 cộng trừ 2. C bao nhiêu? 37. 37. 137. 137, ok. 137 nhá. Thế bây giờ bắt viết phân giác của góc nào?
góc nào A. Ờ vẫn góc A luôn thì. Ừ nhá, vẫn viết phần góc A luôn, ok. Đây là B nhá, đây là C nhá, được chưa? Đấy, thì đây là D nhá. Rồi, bây giờ nó bắt em viết phân giác của góc A đúng không? Thì em cứ tính cho anh hai cạnh hai bên ra, AB và AC ra, sau đó mình chia tỉ lệ nha. Nào tính cái đây cho anh ạ. Mình đứa bắt đầu tập trung chuyên môn nào, tính cho anh AB bằng bao nhiêu nào, xin mời. Rồi AC bằng bao nhiêu, nào hỗ trợ anh đi. Tính chuẩn nha, AB với AC phải tính chuẩn đấy. Tính đi cô. Nào, tính nè. Hai căn 14 à? Bao nhiêu? 2 căn 14, ok em, 2 căn 14, AC, AC là căn 14, ok, AC là căn 14, rồi, chia 2 ừ, chính xác, vậy nếu chúng ta lấy AB là chia cho AC nhé, được chưa, tập trung vào hình nhé, không có tí là toan, đây nha, nếu mình lấy AB chia AC đúng không, thì có phải là ông căn 14 này nó hết chưa, thì thằng này nó là 2 phần 1 đúng không, tức là đây này, cái này là 2 và cái này là mấy, 1, có hiểu không? Đấy, AB là dài hơn nhá, AB dài hơn, đây là 2, đây là 1. Vậy đây cũng là đấy luôn. 2, đây là 1 đúng không? Như vậy ta sẽ biết được biểu thức vector luôn này. Viết vector nha. BD bằng gì? Bằng 2 phần 3 đúng rồi. Bởi vì là tổng chỗ này là bằng 3 khúc, có hiểu không? Thằng bên này là 2 khúc, cả độ dài là 3. Như vậy nó bằng 2 phần 3 của gì? BC, thấy chưa? Như vậy nên mình rút ra ngay D chữ B bằng 2 phần 3. Đúng rồi, ok chưa? Vậy đấy mình rút ra tiếp. D thì bằng 2 phần 3 nhân C trừ B. Rồi, còn làm sao? Mình nhìn chưa? Đấy. O là gốc ở đâu ấy? O là gốc ở đâu ấy? Là 0,0 ấy. Nào thôi, đầu tiên phải tìm cho anh cộng độ điểm D từ cái công thức trên điểm này đã. Nào, tự nhập biểu thức xong bấm cam đi. Đấy, tìm cho anh xin vào điểm D. Hai phần ba nhân C trừ B cộng B. 5/3 hai. 5/3 này, bao nhiêu đó? 2/4. Hai này, gì nữa? 4, ok. 5/3 2/4. Bây giờ nó bắt em tính cái gì? À, tính OD nhé, em nhìn này. OD nhé, chứ không phải AD đâu nhé. Nếu nó bắt em tính OD ấy, thì có phải là em chỉ cần lấy là căn bậc 2 của thằng này bình cộng, thằng này bình cộng, thằng này bình không? Bởi vì điểm O là 0,0,0 sẵn rồi, đúng không? Rồi xong rồi đấy. Vậy thì có luôn này. OD có bằng là căn bậc 2 của này, tổng bình phương 3 con này cộng lại giúp anh. Thật ra luôn. C. Ừ. Đúng chưa, có nghe không? Rồi. 5/3 thì phải đúng ra tất cả chứ. Tất cả. 5/3. Đây sợi nhau màu. Nhìn nhìn lại sao cộng cho nào. Sợi nhau gì đấy. Ô, sao cái máy tính này nó lại bị hiện tượng kỳ lạ này anh em? Sao bấm 5/3 thì thế này nó vẫn ra anh em. 5/3 lên 5/3 ở ngoài phân số ấy, lên này bấm như này này. Ờ, đây, mày nhìn đây mày phải nhìn xem nào. Hay là anh già rồi, đây. Đây là bấm đúng nhá. Đây. Còn đây. Nó vẫn ra được à? Ờ. Ở ngoài phân số thì được. Vẫn được à? Giờ mình cũng mới để ý đấy nhá. Thế nhưng mà nếu mà âm thì bao giờ? Âm thì sẽ là tèo nhỉ? Âm như nào? Mày thử thế này đi. Thế này đi xem nó có tiếng không? Anh, trước rồi anh thử, anh bấm cái biểu thức mà nhìn nó vớ vẩn thế này. Anh toàn thế này thôi này. Vẫn là 1/4. Vẫn là 1/4 đấy. Âm 1/4. Chắc cái anh Casio là học sinh Việt Nam. Gà quá anh thấy chúng tôi đấy. Để bỏ cái này đi cho đâu bên đấy. Phải bốn cái này anh em nhé, tôi bé là tôi chưa, tôi bấm này, trừ một ở trên nó vẫn ra 1/4 này. Thế mày để trừ một ở dưới đi. Một ở dưới vẫn ra 1/4. Tròn trừ một ở bên ngoài nó ra là 1/4. Thế thì nó ra gì? Rồi, về nhà anh em làm nốt 2 câu còn lại là câu 13 và câu 14 nhé. Về nhà còn 2 câu thôi.